em mới có ai ngoài trời đáng yêu. Em ơi có phải trời đã sáng đâu, mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm màu áo cưới cho em. Ô hai mắt em lại buồn hay sao? Lời đầu tiên cho Trần Sang xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị học viên của lớp Trần Sang, tất cả các anh chị ở trong và ngoài nước. Thì trước khi đi vào cái nội dung của cái bài giảng về cái kỹ thuật trống, cái kỹ thuật trống của cái điệu Slow Rock ngày hôm nay, thì Sang xin thông báo với tất cả các chị học viên mới ha, chúng ta nhớ nhắn vào cái nút đăng ký phía bên dưới video ha, để mà khi Sang giao bài lớp sẽ nhận được liền. Lớp đừng quên là bấm nút like để cho Sang có cái tinh thần trong cái bài giảng nha. Rồi thì bắt đầu chúng ta hôm nay Sang sẽ tiếp tục giao qua cái bài giảng mới cho lớp về cái kỹ thuật, một cái kỹ thuật cũng rất là quan trọng hay trong cái khi mà chúng ta đi làm show, chúng ta điệp đàn về Slow Rock. Thì thường đối với những cái bài Slow Rock là chúng ta thường là chúng ta hát trước khi mà vào cái bài ấy, nó có một cái đoạn phiêu khúc đầu. Lớp để ý đi, nếu chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy ví dụ là em ơi có phải ngoài trời đã mưa, bây giờ chữ mưa nó mới vô, thì ngay cái khúc đó mình sẽ có một cái câu phiêu trống nè. Sang ví dụ nè, em ơi có phải ngoài trời đã mưa đó, hoặc là những cái bài gì nữa mà là em ơi xuống đêm thao thức vì em, thì ngay chỗ đó mình bắt đầu phiêu trống vô ha. Thì cái kỹ thuật ngày hôm nay đó là kỹ thuật chúng ta phiêu trống ha. Thì cái bài này đó là Sang sẽ nói về cái cách mà chúng ta phiêu trống đối với khi mà ca sĩ hát cái đoạn đầu đó, cái đoạn tự do đầu đó, mình sẽ phiêu trống như thế nào hay khi ta đi làm show cũng vậy. Đó là cái ý nghĩa của bài giảng ngày hôm nay. Rồi thì Sang sẽ làm mẫu một lần nữa, sau đó Sang sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết của cái kỹ thuật phiêu trống này ha. Nó rất là quan trọng nha, chúng ta học ta lấy giấy ta ghi lại. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa. Sang làm lại nha. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa. Rồi sau đó đi vào phần chi tiết nè. Thì trong cái bộ trống chúng ta chọn cái phần trong cái phần room kit nè, chúng ta chọn vào cái real room ha, hoặc là lớp chọn cái bộ room kit nào cũng được ha. Trong đó chúng ta sẽ có cái bộ trống này. Thứ nhất là trống kích ha. Kích là sao? Là cái phần đạp dưới chân của mình đó, kích ha. Rồi cái thứ hai nữa đó là lớp nắm cho em là ngay chân cái nút son là nó nằm trong cái bộ real room của mình, đó là cái cymbal ha, cái cymbal ha. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải biết đó là hai cái snare ha, nút ghê và nút mi, đó là snare ha, chúng ta nhớ. Rồi nút tum, cái phần trên đây nó sẽ tum ha, tum là cái trống ở phía trước mặt mình đó, tum ha. Và cuối cùng đó là chúng ta gõ cymbal. Thì cái câu phiêu của nó là gì? Đó là cái gì? Chúng ta sẽ nhấn kích và nhấn cymbal cùng một lúc ha. Là chúng ta nhấn cùng một lúc, tum tum tập tắc tum tum ha. Tập tắc là một kích, một snare, hai tum và gì? Một cymbal. Một kích, một snare, hai tum và một cymbal ha. Chúng ta đánh lại câu đó, chúng ta làm nhanh ha. Chúng ta đọc cái miệng nè, tum tum tập tắc tum 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 ha. Chúng ta đọc tum tum tập tắc tum 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 ha. Đọc lại nè, tum tum. Chúng ta đọc hai cái tum tum coi, tum tum, đọc theo tum tum. Rồi tập tắc coi, tập tắc tum 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 ha, tập tắc tum tum tum. Tại sao chúng ta đọc làm vậy? Để cho chúng ta biết là trong đầu của mình đang hình dung là ở cái gì, âm sắc của cái trống đó, âm sắc của trống kích, âm sắc của trống snare, âm sắc của trống gì, trống tôm ha. Và chúng ta áp dụng vào, chúng ta mở cái dòng ca sĩ Sang gửi cho lớp lên và bài chờ đông là chúng ta thực tập. Thực ra những cái bài về thao thức vì em hoặc là những cái bài gì mà Slow Rock, những bài xin cuộc gọi tên nhau tùm lum nhắm hết trơn á, cái này cởi không hết luôn. Nhưng mà lấy cái bài chờ đông đến tôi thực tập thôi, tôi thực tập bài này mới mốt học bài tới ghen à nè. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa. Rồi làm lại cái nữa, làm lại. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa. Như vậy là sao? Như vậy là chúng ta thực tập tới lui đi, cho tái quen. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa. Đó, thấy không? Bắt đầu mình vô mình điểm. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa. đó. Thì các phần đó sao? Thì sau khi mà đánh cái câu đó xong rồi thì sao mình sẽ giữ cái nhịp luôn, khách hát ngang chân cái nhịp nào rơi vào cái phách mạnh thì mình sẽ vào đúng cái phách mạnh của khách hát, hoặc là bạn bè mình lại trong những cái buổi party đó mà hát cái phần đó em ơi có phải cái nhăn hơi sai chứ ngoài chơi cái nhăn cách đang hãy rơi là chừng nào mình đánh xe banh thì chứ đó đang mưa. Mình để ý những cái phần đó tại vì khách bạn mình trong buổi tiệc party á hát mà mình làm chủ thì mình đánh, mình ôm cái đàn mình đánh thì sao mình phải giữ cái nhịp ha. Đó là cái ý của Sang nhấn mạnh ngay chặng chỗ đó là gì, giữ nhịp ha. Chúng ta nhớ là cái phần đó, hoặc là bất cứ cái bài nào đó chúng ta cứ áp dụng lại cái bài đó, ta thực tập, ta mở bài này lên ta thực tập em ơi có chỉ nào ngoài trời đang em ơi có phải trời đang sáng đâu mùa đông xa vắng anh đang chờ mùa đông ái ân anh đang tìm màu áo cưới cho em. Đó, chúng ta cứ thực tập vô Sang dừng nha, thực tập đánh điểm hết bài nó mất thời gian lắm, Sang chỉ cái câu thực tập thôi. Thì sau khi mà chúng ta sau kết thúc cái bài gọi thì em ơi tết buồn lại buồn hay sao thì bắt đầu nha, nó áp dụng nữa từng từng lại buồn hay sao áp dụng em mới có bài, chúng ta bắt đầu em mới có bài ngoài trời đang mưa, ta cứ áp dụng vô ha. Chúng ta áp dụng vô thì có giọng ca sĩ mà khỏi hát rồi, đôi khi chúng ta hát chúng ta không tập trung quá, chúng ta khó chúng ta cứ mở giọng ca sĩ lên, đó là Sang chỉ hết bài luôn rồi đó. Phần còn lại là lớp là phải cố gắng ha, phải cố gắng làm gì làm cũng phải cố gắng cả. Sang chỉ mệt chút xíu Sang sẽ hết mệt không sao, nhưng quan trọng lớp phải cố gắng. Nếu như lớp không cố gắng thì chắc chắn lớp rất là khó khi mà chúng ta học thành công một cái bài nhạc nào đó, không phải trong lĩnh vực âm nhạc nào không mà bất cứ một lĩnh vực nào đó, chúng ta phải có sự kiên trì và chúng ta phải có sự cố gắng và chúng ta phải có những cái giọt mồ hôi thì chúng ta mới thành công được ha. Thì đó là cái sự nhắn nhủ của Sang cho tất cả các anh chị thành viên. Rồi thì cái kỹ thuật này chúng ta Sang mở rộng thêm cho lớp đó là chúng ta nhớ khi mà chúng ta học cái kỹ thuật trống, đây là cái phần mở rộng nha, Sang nói lại. Thì sau khi mà chúng ta học cái câu feel của Slow Rock rồi thì chúng ta học luôn cái tiết tấu của Slow Rock luôn. Tiết tấu của Slow Rock luôn, chúng ta sang nói hơi rộng tí xíu ha. Ví dụ là tiết tấu Slow Rock như thế này. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa, em ơi có phải trời đang sáng đâu. Đó, thì cái tiết tấu của Slow Rock nó là như thế ha. Thì khi mà chúng ta học, chúng ta nhìn lại, chúng ta xả nó đi, Sang gọi đánh lại, thì chúng ta xả lại đi, thì chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta học cái tiết tấu của sự gốc đó thì chúng ta sẽ biết được khi bạn mình hát cái bài đó, mình nhét cái miệng theo là mình sẽ biết liền ha. Chúng ta cứ mở lên em ơi có phải ngoài trời đang mưa, em ơi có phải trời đang sáng đâu. Đó, chúng ta cứ tập cái tiết tấu của nó ha. Thì Sang cứ nhìn lại cái thao tác của Sang và chúng ta làm lại thôi. Đó là cái phần mở rộng ha, đó là cái phần mở rộng. Còn tuy nhiên những anh chị nào chúng ta học cái câu phiêu mà chúng ta khỏi cần học tiết tấu này ha. Sang nói lại đây là cái phần mở rộng về cái tiết tấu của Slow Rock. Còn ai trong cái nội dung của bài này chủ yếu chúng ta nắm được câu phiêu là đạt cái yêu cầu của bài này ha, là đạt cái yêu cầu của bài này của Sang đặt ra. Sang nói lại ha, Sang nói rất là rõ ha. Rồi Sang sẽ dừng cái bài giảng đây nha, phần nào chưa rõ thì lớp cứ hỏi lại Sang sẽ hướng dẫn tiếp cho lớp nha. Thân mến chào tất cả anh chị nha.